Hello anh em, ở video này mình sẽ cập nhật lại dự án Hamster Combat riêng nha Thông thường buổi sáng thì mình hay ra video về top combo thể của bốn dự án Nhưng mà hiện tại Hamster Combat chuẩn bị list sàn rồi anh em à Nó đang có một số tính năng mới như là skin nè, rồi trò chơi mới ha Và Aerodrop đã lên đến 90% rồi Thì video này mình sẽ cập nhật những thông tin cần thiết cho anh em Trước khi nó chuẩn bị nó nên biết nha anh em Và đồng thời thì theo phán xét của rất là nhiều những người gọi là KOL trên ít anh em thì khả năng trong lúc này lừa đảo cũng rất là nhiều cho nên anh em hãy cẩn thận nha rồi mình sẽ vào trang ít trước để mình cập nhật những cái thông tin mới cho anh em rồi sau đó mình sẽ vào đây mình hướng dẫn anh em chúng ta mua skin này rồi trò chơi nhỏ này rồi đồng thời giải mật mã combo thẻ của ngày hôm nay luôn nha anh em à, trên ít của Hamster Combat hiện tại đang có hai bài tích ha hai bài đăng ba bài đăng thì họ nói về chuẩn bị là nó sẽ lít sang nhưng mà không có biết ngày nào nha anh em đây nè thì mình sẽ dịch luôn à, à, tin tức về Hamster Combat ha thì một vụ hack hàng triệu usdt khác à, Cho nên nó nó cũng có thông báo cảnh giác về vụ hack ví cho nên anh em lưu ý nha Cái này thì mình uh, thông báo cho anh em tại vì trong lúc mà chuẩn bị nó đang uh, trò chơi đang lít đó Thì có một số uh, KOL họ đưa cái link để chúng ta uh, chết ví, uh, kích ví đó cho nên lưu ý Cái này là anh em phải cẩn thận nha Đây thì uh, họ có thông báo như thế này nha thì Mình dịch ra luôn cho anh em xem đó, Nhiều hoạt động hơn trong ví của bạn nè uh, Và sẽ kiếm được nhiều điểm hơn kiểm tra việc phân bổ mã thông báo của bạn ngay. Bây giờ đừng bỏ lỡ ha. Thì hiện tại cái hang anadrop của Hampton combat nó đã chạy lên đến 90% rồi. Còn 10% nữa cho nên mình nghĩ có khả năng trong ngày 25 tháng 7 này nó sẽ có một cái sự kiện có khả năng nó sẽ lít sàn nha anh em. Ok nha. Anh em kéo xuống dưới nha. Đặc biệt lưu ý này, có một số người ta để những cái đường link này à, không nên kích vào nha. Đó như anh bạn này nè, rất là nguy hiểm nha anh em rất là nguy hiểm đó, cho nên trong lúc này chúng ta không nên kích đường link và kết nối ví Ton của chúng ta bất kỳ một cái nào. ở đây nó có một bài chết nè thì Hamster, Combat Anrop kiểm tra này, đây cái đường link ở đây nè thì anh em cũng không nên nha, cứ từ từ. À, nhắn yêu cầu thực hiện các bước xác minh và nhiều hoạt động trong ví của bạn sẽ nhiều điểm hơn. thì ở đây á, nó đang lấy lấy tích lại, cho nên lưu ý nha, anh em kết vào nhưng mà anh em không được kết nối ở đây này, thì dụ bấm vào đây, thì mình sẽ bấm vào luôn cho anh em xem. À, trong lúc này thì hoạt động của họ đang rất là nguy hiểm. À, những cái mà chúng ta cần thiết chúng ta làm á thì chúng ta nên làm còn không thì thôi, anh em cứ đợi video của mình. À, hồi sáng này mình thấy có một số cái đây, như cái uh, KOL này nè, đưa lên một cái tin như thế này ha. Mình dịch luôn cho anh em xem nha. Đó, ví dụ mình kích vào đường link của họ này. Đây. À và mình sẽ dịch luôn cái cái này cho anh em, cho nên mình làm cái video này để anh em lưu ý nha. Nhận quà tặng Android của cộng đồng đã được. Đây, nó kêu chúng ta kết nối với Tony này, đó anh em thấy không? Người dùng có 7 ngày để tham gia chiến dịch Airdrop cộng đồng. Tất cả tài sản chưa được nhận sẽ được gửi đến quỹ hệ sinh thái. Lưu ý ha, đừng có kích vào cái này và cũng đừng có kết nối gì hết anh em. Cứ từ từ đợi video của mình nha. À, nhiều KOL đã để cái đường link như thế này bên dưới anh em. Rất là nguy hiểm cho những người không biết nha. Cứ từ từ nha anh em. Đây, rất là nhiều này Đó. Nhưng mà mình không hiểu tại sao bên dự án Hamster Combat không xóa những tin nhắn này đi. Có gì thì họ phải thông báo trên kênh của họ nó mới chính xác đúng không? Ok đó là mình vấn đề mình cập nhật cho anh em thì mình nghĩ Khả năng qua ngày 25 tháng 7 Nhiều dự án sẽ list sàn cho anh em không phải riêng Hunter Combat đâu Ok nha Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần mà cập nhật Những cái skin mới từ cái dự án Hunter Combat nè Anh em sẽ kích vào cái màn hình ở trên thì nó có rất nhiều skin ở đây à, Có lẽ ở đây là một cái kèo drop, Phải nói là bất ngờ nè anh em Đó ví dụ như mình hiện tại đang là uh, Cái skin 1 nè Ví dụ anh em mua tất cả các skin ở đây Thì uh, anh em phải tốn phí nha Ví dụ mình muốn mua cái này đây Anh em bấm vào cái cuối cùng này Ví dụ anh em muốn mở khóa cái này Anh em phải mất là 200 triệu xu Đó Hoặc là những cái gần hơn Cái này đi Anh em muốn mở khóa thì mất 5 triệu, 50 triệu xu Và rút kinh nghiệm từ dự án World anh em Thì mình thấy khá là nguy hiểm cái này Tại vì nhiều khi dự án không có thông báo Nhưng mà ra cái skin như thế này á nhiều anh em cứ không tiếc cái số xu mà không mua ví dụ đi thì sau khi phát anh thì họ chọn những cái người mà nằm ở cái top đó. Còn những anh em không mua lại không được cái gì hết. Lưu ý ha, thì mình rút kinh nghiệm từ cái dự án BitSword thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn chi tiết cho anh em về cái này. Mình sẽ theo luôn theo dõi thông tin để mình biết mình cập nhật cho anh em. Thật ra cái này nó phát ra rớt phụ thuộc vào cái gì ha. Đó lưu ý nha. Cái này cũng rất là nguy hiểm cho nên mình thấy khá là khá là khó cho những anh em khác ha, như cái này tới 500 triệu nè, đó skin này, này anh em thấy không? Skin này thì uh, 10 triệu nè. Rồi cái skin này là 100 triệu này Đó, rất là hay ha Nói chung cũng rất là đẹp Nhưng mà cũng chưa biết được là như thế nào Anh em cứ từ từ đợi video của mình nha Mình sẽ cập nhật cái tính năng skin này Thực ra nó ra đời để làm cái gì Thì mình sẽ có video hướng dẫn cho anh em à, Chi tiết à, Hiện tại á, cái quan trọng nhất anh em á, Là cứ bảo toàn cái số su của anh em Và lâu lâu thì chúng ta cũng phải nâng cấp lợi nhuận mỗi giờ Để chúng ta có cơ hội nhận được Cái mã thông báo của dự án nha Nhiều khi như đó Trung Quốc hết anh em nhiều khi mình nhận được 690 đồng nhưng mà mình không cảm giác là giống như là mình rất là bức xúc luôn, ok? thì mình sẽ có video uh, chiều nay nha anh em, Rồi mình hứa với anh em chiều nay tại vì chiều qua nó lát quá, sáng nay vào cũng còn đang rất là lát, mình không thể nào làm video về Bitso được nha, lưu ý ha. Rồi, thì mình cứ vào đây điểm danh trước đi anh em. Có những cái nhiệm vụ thì chúng ta cứ làm hết nha, thì video này mình chủ yếu là cập nhật về Hamster Combat mà, à, mã một triệu xu hàng ngày thì mình giải luôn cho anh em nha, hàng ngày nhớ vào đây tắp này. Đó chú ý nha, phải tắp chút xíu nha anh em chứ không tắp là không được nha. Nó tính drop mình cũng không biết được là vào cái nào nữa. Một triệu xu ngày hôm nay là Bitcoin thì uh, chữ B đầu tiên. Uh, thì uh, mình sẽ bắt đầu giải nha anh em. Một giữ nè. Ba chạm. Chữ B. Uh, cái uh, Bitcoin này khá là dài cho nên giải cũng khó lắm nha anh em. Chữ Y là một chạm nè. Đó anh em thấy không? Mất liền. Rồi lại nha. Rồi chữ Y là một chạm nè rồi móc tiếp chữ y mình giải xong rồi nha anh em chữ a là một chạm này một giữ này rồi lại mất tiếp đó thôi rất là nguy hiểm ha chữ c một giữ này một chạm này rồi một giữ này một chạm này ra chữ c ok chữ o ba giữ nha anh em một này hai nè ba này rồi quay lại rồi chữ n là cuối cùng một giữ này một chạm nè ok chính xác nha anh em cái mật mã rất là khó nè mình giải rất là lâu á à, cho nên mình không quay video ha mình cứ uh, nhấn qua thì mình có để trên màn hình anh em cứ giải đúng như vậy là được nha rồi à, thì kết hợp hôm nay nè à, cái thẻ đầu tiên là anh em vào cái chỗ là Spenso này anh em đó anh em sẽ thấy cái thẻ mới nha cái thẻ mới ở đây thì nó nằm ở đây anh em cứ kích vào thẻ mới á thì anh em sẽ được nhận cái thẻ đầu tiên là cái thẻ là Hamster Atlantic này nè đó thì anh em nhấn vào rồi anh em nâng lên thôi đó là anh em sẽ được cái thẻ đầu tiên rồi mình sẽ đi đến cái thẻ số 2 nha số 2 là cái thẻ nằm ở một tem này nè đó anh em nhấn vào kéo xuống dưới nha đây rồi cái thẻ số 2 rồi cái thẻ số 3 là thẻ cuối cùng nha anh em nó cũng nằm ở một tem luôn anh em kéo xuống dưới đó tìm cho mình cái thẻ là security audition ở đây chính xác nè rồi mình đã giải được combo thẻ 5 triệu xu của Hunter combat khá là đơn giản nha anh em Uh, nhưng mà cái chỗ mà mật mã một triệu xu anh em chịu khó giải chút xíu nha đánh hơi lâu nhưng mà chịu khó chút rồi hôm nay thì nó lại có một cái uh, gọi là cái mới cái trò chơi nhỏ này nè nó sẽ giúp cho anh em kiếm thêm một cái chìa khóa này nè đó thì cái chìa khóa này mình nghĩ theo mình nghĩ anh em cứ giải hàng ngày để kiếm chìa khóa cho anh em nếu không giải thì không được đâu rất là quan trọng á mình nghĩ airdrop nó cũng ảnh hưởng cho nên nó sẽ cập nhật hai cái tính năng này nè uh, uh, chìa khóa cũng như là cái skin nhưng mà mình vào cái mục Android nè thì hiện tại kết nối ví nè anh em à, chưa có một cái gì hết ở đây cho nên mình nghĩ là cứ từ từ anh em cứ đợi video của mình nha đừng có làm cái gì vội nha ok thì mình sẽ vào mình giải trò chơi luôn anh em trò chơi nhỏ luôn ha cho anh em xem thì trò chơi này thì chúng ta chơi như những trò chơi khác thôi thì chúng ta cứ di chuyển chìa khóa đến thôi anh em rồi chúng ta sẽ bắt đầu chơi nè thì ở đây anh em cứ kéo làm sao mà làm gì làm anh em cứ chơi làm sao mà cái chìa khóa này nè nó đi đến cái điểm này là ok nha, nó không có đụng chạm gì hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha em, mình sẽ chơi thử nha. Sẽ thử cái này mình kéo lên nè, cái này kéo qua. Đó. Cái này kéo lên, cái này kéo qua, cái này kéo qua. À cái này kéo xuống nè. Ô hết giờ. À, chúng ta chơi bị sai nó sẽ bị hết giờ nha anh em. Đó rất là khó ha, anh em cứ chơi thử nha. Thì mình cứ test thử cho anh em thôi. À, khi nào đủ giờ lại thì mình sẽ chơi lại để mình à, à, kiếm thêm cái à, chìa khóa để chúng ta có khả năng là nhận airdrop từ cái chìa khóa này nha anh em lưu ý ha thì trước khi chơi anh em nên xem video của nó nha anh em nó có hướng dẫn trên kênh để chúng ta xem á anh em nhấn vào này nó sẽ có cái xem ở đây nè thì mình sẽ xem video của nó ha theo thông tin đó thì mình nghĩ cái chìa khóa này cũng rất là quan trọng ha, cho nên chúng ta không nên bỏ qua nha ok thì video này mình sẽ cập nhật những cái hay như vậy những cái mới từ Hunter Combat cho anh em biết sớm để chúng ta biết cách mà chúng ta có thể là nhận thưởng airdrop để tránh như kèo là bitswap nha anh em thì nó rất lặng lẽ ha, nó bỏ cộng đồng, nó không uh, kiểu như là không quan tâm á, thì mình sẽ có video phân tích chiều nay cho anh em. Khi khi mà nó hết lát, anh em, tại vì nó lát quá mình không có làm video được, mình tính làm chiều hôm qua nhưng mà do tối hôm nay vẫn còn lát, ok nha. Thì uh, mình đã làm xong cái cập nhật cũng như là giải mật mã combo thể của Hunter Combat. Anh em thấy video ok thì nhớ chia sẻ cho những người đang cần, nha, anh em. Tại vì mình nghĩ cái thông tin này á, tất cả anh em đều đang cần, anh em lưu ý nha. Ok, bye bye.